Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ tư ngày 19 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau. Kỷ niệm 130 là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, hôm nay kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2021. Sự nghiệp văn hóa lớn nhất, quan trọng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã tìm con đường cứu nước đúng đắn và lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Sự nghiệp giải phóng dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đem lại địa vị xứng đáng cho dân tộc Việt Nam. Không chỉ vậy, sự nghiệp này còn có ý nghĩa to lớn đối với thế giới, đã chỉ ra cho nhân dân các nước thuộc địa con đường đứng lên, đập tan xiềng xích nô lệ, giành độc lập tự do cho đất nước mình. Từ đó góp phần vào việc xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ góp phần tạo ra một chế độ mới, một thời đại mới mà còn tạo ra một nền văn hóa mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của văn hóa nhân loại. Điều cốt lõi trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, với những công hiến xuất sắc cho dân tộc Việt Nam và cho nhân loại tiến bộ trên thế giới. Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ra nghị quyết tôn vinh người là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Đây là vinh dự tự hào vô cùng lớn lao của Đảng và nhân dân ta. Mong muốn đại biểu chúng cử quan tâm đến việc đầu tư hệ thống giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển kinh tế cho địa phương. Đó là một số nội dung được cử tri xã Thuận Mang, Thượng Quan và thị trấn Nà Phạc, huyện Ngân Sơn kiến nghị đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tại buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử vừa được tổ chức chiều qua. Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia ứng cử tại đây. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng đối với ứng cử viên và mong rằng sau khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, các đại biểu sẽ cụ thể hóa chương trình hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Cử tri ba xã thị trấn của huyện Ngân Sơn mong muốn đại biểu trúng cử tập trung quan tâm đến vấn đề đưa điện lưới quốc gia về thôn bản, xây dựng trạm phát sóng điện thoại cho người dân vùng sâu vùng xa, sửa chữa kịp thời đường giao thông từ xã Thuần Mang đến xã Thượng Quan. Cử tri phản ánh một số công trình đang thi công trên địa bàn gây ô nhiễm bụi do không tưới nước trên tuyến đường chở vật liệu, quan tâm nâng mức hỗ trợ phụ cấp cho gia đình thờ cúng người có công, quan tâm hỗ trợ chính sách trồng rừng, giải quyết dứt điểm tranh chấp giữa đất lâm trường và người dân, đầu tư hệ thống khám chữa bệnh tại khu vực thị trấn Nà Phạc. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu những ý kiến vượt thẩm quyền để chuyển đến các cấp, ngành liên quan giải quyết trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, hôm qua, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 8 đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Tân Lập và thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe qua tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác và chương trình hành động của 7 ứng cử viên nếu được trúng cử. Cử tri xã Tân Lập và thị trấn Bằng Lũng đã đánh giá cao và đồng tình với nội dung và chương trình hành động cũng như sự quyết tâm của các ứng cử viên. Đồng thời, cử tri mong rằng các ứng cử viên nếu được tín nhiệm sẽ phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và thực hiện đúng cam kết mà ứng cử viên đã hứa. Huyện Bắc Nạm đã đầu tư 1 tỷ đồng cho dự án phát triển sản xuất cây khoai môn theo chuỗi giá trị. Hiện 20 ha khoai môn đang giai đoạn từ 3 đến 5 lá, được bà con làm cỏ vun gốc, cây phát triển bình thường. Đây là một trong những dự án thuộc chương trình nông thôn mới được huyện Bắc Nạm triển khai nhằm xây dựng mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Ngày 18 tháng 5, sau khi nhận được thông tin về trường hợp một công dân ở thôn Nà Khon, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, đi về từ khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang và đang có các biểu hiện ho, sốt nhẹ 37 độ 3. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn đã ngay lập tức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trường hợp này và 12 người có tiếp xúc trực tiếp, nguy cơ cao.
Kết quả, tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính lần một. Đây là trường hợp có nguy cơ nhiễm COVID-19 rất cao, lại có lịch trình di chuyển dài đặc liên quan đến vùng có dịch. Cụ thể, ngày 26 tháng 4, người này đi xe máy từ khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang về nhà tại thôn Nà Khon, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. Đến 15 giờ ngày 28 tháng 4, đi xe máy đến thôn Bản Tâm, xã Đà Vị, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang đón vợ. Đến chiều ngày 29 tháng 4, về thôn Nà Khon, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới và ở nhà 4 ngày. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5, tiếp tục đi phương tiện xe máy đến nơi trọ ở xóm Triền, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để đi làm. Trên đường đi đến chốt giao thông quốc lộ 3 Thái Nguyên, Bắc Cạn, đi quá tốc độ, bị công an giao thông xử phạt hành chính. Ở đó tiếp xúc với nhiều người đang bị xử lý vi phạm luật giao thông. Khoảng 7 giờ ngày 6 tháng 5, đi xe máy từ xóm trọ tại Bắc Giang về nhà tại thôn Nà Khon, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. Trưa ngày 6 tháng 5, đến thăm vợ đẻ tại khoa sản Trung tâm Y tế Chợ Mới, có tiếp xúc với bệnh nhân đang điều trị tại khoa. Đến ngày 11 tháng 5, đi xe máy đến thôn Bản Chấu, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, làm thủ tục khai sinh cho con. Có tiếp xúc với công an, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, văn thư, tư pháp, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, ở nhà không đi đâu. Đến ngày 16 tháng 5, đưa mẹ vợ về Bản Tâm, xã Đà Vị, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 17 tháng 5, ở nhà, không đi đâu và tiếp xúc với ai. Đến khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 5, người này đến trạm y tế thị trấn Đồng Tâm khai báo y tế và được chuyển vào khoa truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, cách ly y tế. Thưa quý vị khán giả, mỗi người sinh ra không có quyền lựa chọn nơi sinh hay hoàn cảnh sống của mình, nhưng lại có thể cố gắng để vượt qua hoàn cảnh đó bằng cách học tập thật tốt, bằng nghị lực vượt khó của chính mình. Đó cũng là câu chuyện vượt khó học giỏi của em Triệu Thị Anh Thư, học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo do mẹ bệnh tật, mất sức lao động, bố làm phụ hồ, công việc không ổn định. Trong những ngày ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bố không có việc làm, cuộc sống của gia đình em Triệu Thị Anh Thư càng khó khăn hơn. Ý thức được hoàn cảnh của gia đình, mỗi ngày sau khi đi học về, Thư lại tranh thủ giúp bố mẹ làm việc nhà. Em xem đó như là cách để em động viên cả nhà vượt qua khó khăn. Không biết dạy đâu, thời buổi bây giờ mình chẳng biết dạy. Về tặng học, hộ mẹ, mẹ dọn dẹp nhà cửa. Mong muốn cho nó học giỏi, sau này có nghề nghiệp gì cho nó. Nó đỡ vất vả như bố mẹ. Trong những ngày nhà trường đẩy lịch thi cuối năm lên sớm hơn vì dịch bệnh, Thư càng chăm chỉ học hành hơn. Ngoài thời gian học trên lớp, em về nhà tranh thủ tự học thêm và ôn tập. Do nhà nghèo không có tiền mua các loại sách tham khảo để học, em chỉ có thể tập trung nắm vững kiến thức cô giảng trên lớp và tự luyện các dạng bài trong sách giáo khoa ở nhà. Ngoài học cho mình, em còn phải dạy cho em trai đang học lớp 5 học bài. Với em chỉ cố gắng học thật tốt thì mới không phụ lòng bố mẹ và thầy cô. Bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường, Thư luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và luôn là một học sinh ngoan, gương mẫu của trường. Đó cũng là thành quả chứng minh nghị lực vượt khó trong học tập của em trong suốt những năm qua. Qua quá trình học tập thì tôi nhận thấy là em Thư là một học sinh rất là ngoan, chăm chỉ, tự giác học bài. Gia cảnh của em thì cũng có rất nhiều khó khăn, thế nhưng em đã cố gắng vươn lên trong học tập một cách tự giác. Và năm nay qua xem xét và thống kê thì em ấy vẫn đạt học sinh giỏi của lớp. Mơ ước của con là học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Niềm mong ước lớn nhất của cha mẹ Thư là được thấy con nên người và có một cuộc sống tốt hơn. Với em Triệu Thị Anh Thư, học chính là cách để đền đáp những yêu thương kỳ vọng của mẹ cha và cũng vì tương lai của chính mình. Sự nỗ lực cố gắng, hy vọng một ngày không xa, những ước mơ hoài bão của em sẽ sớm trở thành hiện thực. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Tiếp sau đây, mời quý vị đón xem những tin tức trong nước và quốc tế.